Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng thử chiếc tẩu sạc nghe nhạc T43. Chức năng chính của chiếc tẩu sạc này là sẽ kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và truyền cái âm thanh của điện thoại tới hệ thống âm thanh của xe ô tô thông qua sóng FM. Ngoài ra thì cái này nó sẽ giúp các bạn sạc điện thoại với chức năng sạc nhanh và có chức năng nghe nhạc MP3 từ cái cổng USB hoặc là thẻ nhớ. Ở đây là hỗ trợ Quick Change 3.0, nghe nhạc từ thẻ nhớ microSD và nghe nhạc từ cổng AUX. Đây là chức năng chính của cái T43 này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thử cái này. Tôi đã có một cái radio để bắt FM, nó giả lập với không gian của xe ô tô. Trong gói sản phẩm chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng. Và đây là chiếc tẩu sạc chúng ta. Đi kèm là cái dây AUX để các bạn cắm từ một số cái điện thoại mà không có Bluetooth chẳng hạn, để truyền âm thanh vào đây. Về cấu tạo thì chúng ta thấy cái này cắm vào tẩu sạc này. Và đây có cổng ra 2.4A và Quick Change 3.0 để các bạn sạc điện thoại, sạc máy tính. Phần trên này là cái giao diện của cái tẩu sạc nghe nhạc T43, chúng ta có thể điều chỉnh được. Và để sử dụng nó, ta sẽ cắm điện vào cái tẩu sạc và nó sẽ hiện ra cái giao diện là Bluetooth T43. Về cấu tạo chúng ta thấy ở bên phải này có một cái cổng là cổng USB để các bạn cắm USB để nghe nhạc. Bên trái thì cổng AUX. Còn ở phần phía trên này thì có một cái cổng là cổng gì ạ? Cổng gắn thẻ nhớ microSD để các bạn đọc dữ liệu từ đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối. Ở đây có cái chức năng là M để các bạn lựa chọn tính năng. Còn nút channel này để các bạn phát tín hiệu ra đài FM. Ở đây tôi sẵn có một cái đài FM, tôi sẽ bật lên. Giả sử tôi sẽ phát sóng ở 87.7 thì bạn sẽ bấm nút dò kênh. Và đây chúng ta đang bắt sóng được ở cái tần số là 87.7 MHz. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối cái điện thoại với cái tẩu nghe nhạc này bằng Bluetooth. Tôi sẽ vào mục Bluetooth của điện thoại và tìm kiếm cái thiết bị. Ở đây nó sẽ dò thiết bị, có một thiết bị tên là T43, các bạn bấm vào. Và nó sẽ ghép đôi với cái thiết bị này. Thì trên này sẽ hiển thị là Galaxy Note, là cái thiết bị điện thoại tôi vừa nối. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở nhạc. Ok. Và bây giờ cái nhạc sẽ từ điện thoại phát qua cái gì ạ? Phát qua cái tẩu nghe nhạc chúng ta. Vậy tôi có thể chỉnh volume to lên được. Và các bạn thấy cái loa này sẽ phát nhạc. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối. Và các bạn thấy là cái âm thanh đã phát ra từ điện thoại và truyền qua cái tẩu sạc này và phát ra cái radio tôi đang bắt. Đây là radio trên xe. Các bạn có thể điều chỉnh được âm thanh. Âm thanh rất là tốt, chắc. Và như vậy là chúng ta đã kết nối cái điện thoại của chúng ta với cái hệ thống âm thanh xe mà không cần dây dợ gì cả. Ở đây thì các bạn ngoài chức năng đó, bạn có thể điều chỉnh được gì ạ? Chuyển bài được. Đấy. Phía sau một cô gái. Nếu mà trường hợp cái sóng này bị chèn thì các bạn có thể điều chỉnh cái kênh này sang kênh khác để cho âm thanh tốt hơn. Thì đây là chức năng nghe nhạc từ điện thoại. Khi nghe chúng ta muốn tạm dừng thì các bạn bấm nút giữa này, nó sẽ tạm dừng. Nghe tiếp lại bấm đây. Thì trên màn hình nó sẽ hiển thị cái giải quang phổ đèn nháy, trang trí và cái điện thế của xe ô tô hiện tại để bạn theo dõi. Trên này thì chúng ta thấy có cái tần số phát và âm thanh. Ngoài việc là nghe nhạc thì cái này có thể giúp các bạn rảnh tay khi lái xe bằng cách là trả lời cuộc điện thoại thông qua cái micro tích hợp đây và phát âm thanh của cuộc điện thoại đó trên cái hệ thống âm thanh của xe ô tô. Ngoài ra chúng ta có thể nghe nhạc qua USB và thẻ nhớ trên này. Các bạn chỉ việc bấm nút mode này là xong. Nhưng chức năng chính mà tôi nghe nhiều nhất đó là nghe qua Bluetooth, rất là tiện.
các bạn có thể điều chỉnh được âm lượng. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc tẩu sạc nhà T43, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.